Trí tuệ Việt lại gây choáng, học sinh Việt Nam vượt mặt Anh, Mỹ can quét kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh. Xin chào các tình yêu đã quay trở lại với Việt Nam Jogger. Các bạn thân mến, trùng toán học, master vật lý, kẻ hủy diệt hóa học, đó chính xác là những danh từ mà truyền thông quốc tế đã và đang dành để ca ngợi trí tuệ Việt Nam. Có thể nói rằng, Việt Nam là một trong những trường hợp khó hiểu nhất ngành giáo dục. Một đất nước thu nhập thấp nhưng lại sản sinh những học sinh làm tốt các bài kiểm tra chuẩn quốc tế, không thua gì học sinh các nước phát triển nhất thế giới đến mức mà nhiều nhà giáo dục nước Pháp khi nghe Việt Nam đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đã phải gãy đầu gãy tay mà hỏi rằng tại sao một nước nghèo như Việt Nam lại học giỏi đến vậy. Câu hỏi này vẫn còn đang bỏ ngỏ thì mới đây học sinh Việt Nam lại thêm một lần nữa khiến thế giới choáng váng với loạt thành tích cực khủng tại kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh. Kết quả này càng ý nghĩa hơn khi các em đã lập công ngay trong những ngày 30 tháng 4 lịch sử tất cả cùng hướng về tổ quốc vậy cụ thể học sinh Việt Nam đã đạt kết quả như thế nào? Bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé. Cụ thể vừa qua, trong cảm xúc hân hoan, hoan của cả nước để chào đón kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Giáo dục Đào tạo đã bất ngờ báo tin rằng học sinh Việt Nam đã lập kỳ tích chưa từng có. Cụ thể, khi tham dự kỳ thi học thuật khó nhất thế giới, Olympic Hóa học Quốc tế Madrid năm 2024, cả 10 học sinh Việt Nam tham dự đều xuất sắc đoạt giải, dù đây là lần đầu Việt Nam tham gia. Theo đó thì đoàn Việt Nam giành một huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích cao nhất là huy chương vàng thuộc về em Giang Đức Dũng, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với thành tích trên, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn sau đoàn Trung Quốc và Nga ngày lần đầu dự giải, bỏ xa rất nhiều đối thủ nặng ký là cường quốc về hóa học. Đáng chú ý là đoàn Việt Nam được thành lập trong thời gian chưa đầy 20 ngày trước khi lên đường thi đấu, với tinh thần tham dự để học hỏi lấy kinh nghiệm, thì cho biết không ngờ là các em lại làm được điều phi thường như vậy. Cho ai chưa biết thì cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế Mandelip tính đến nay đã tổ chức được 58 lần. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 151 thí sinh đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ là những quốc gia cực mạnh về hóa học. Mang tên nhà hóa học người Nga, người phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã thân thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Olympic Hóa học quốc tế Mandelip có thể coi là giải đầu lớn và uy tín nhất thế giới dành cho các nhà hóa học trẻ. Đề thi của kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mandelip không có giới hạn, thường có hơn kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế nên được mệnh danh là kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh. Ngôn ngữ chính được dùng trong đề thi là tiếng Nga, nhưng theo yêu cầu của các quốc gia tham gia, đặc biệt là những nước không sử dụng tiếng Nga. Từ năm 2013, ban tổ chức đã cung cấp thêm cả phiên bản tiếng Anh của đề thi và đáp án. Nói cách khác thì các em tham gia kỳ thi này không chỉ giỏi hóa mà còn phải vững chắc về tiếng Anh nữa. Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mandelip được tổ chức theo 3 vòng. Mỗi vòng đều kéo dài 5 tiếng. Vòng 1 thì học sinh thực hiện bài lý thuyết gồm 8 bài, mỗi bài 10 điểm, điểm tối đa của vòng 1 là 80 điểm. Vòng lý thuyết thứ hai gồm 5 lĩnh vực là hóa lý, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa học sự sống và polymer. Mỗi lĩnh vực có 3 bài, học sinh sẽ lựa chọn mỗi bài trong một lĩnh vực để làm. Điểm của mỗi bài vòng 2 là 15 điểm. Điểm tối đa của vòng 2 là 75 điểm, ở vòng 3, học sinh tiến hành bài thi thực hành thường gồm 3 phần, mỗi phần 25 điểm. Điểm tối đa của vòng thi thực hành là 75 điểm. Mới nghe thôi đã choáng rồi, chỉ huống gì là dành 15 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài thi. Chẳng trách có nhiều thí sinh đã bỏ cuộc chỉ sau 30 phút bắt đầu, đủ để hiểu trình độ của các học sinh Việt Nam đã ở cái tầm siêu đẳng. Dù cho đối với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, hóa học luôn là môn cực kỳ khoai, rất khó và là nỗi ám ảnh cho đời học sinh. Nhưng ngược lại, với những học sinh có năng khiếu với môn này thì học cực kỳ giỏi và điều này vô cùng có lợi cho tương lai của Việt Nam bởi lẽ là hóa học được mệnh danh là khoa học trung tâm của các ngành khoa học vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay là khoa học tội phạm hiểu theo cách đơn giản trong y học người ta sử dụng hóa học để tìm kiếm những loại thuốc, dược phẩm mới cho việc trị bệnh và nâng cao sức khỏe con người. Trong vật lý thì người ta tìm kiếm những nguyên vật liệu chuyên dụng cho các dụng cụ, vật liệu khác nhau bằng hóa học trong quá trình tìm kiếm tội phạm người ta sử dụng hóa học vào việc truy tìm ra dấu vết còn sót lại tại các hiện trường vụ án bằng cách dùng chất lumino một chất phản ứng phát quang với sắt có trong máu để tìm ra vết máu dù đã bị xóa giỏi môn hóa cũng chính là đang đấm trong tay chiếc chìa khóa để thay đổi tương lai và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào thế hệ trẻ của Việt Nam vì thực tế thì các nhà khoa học vĩ đại sau này đều xuất phát từ học sinh đặt giải thưởng quốc tế tại kỳ thi Olympic ngay khi biết tin các học sinh Việt Nam giật thành tích cao tại đấu trường hóa học quy mô nhất toàn cầu, netizen Việt Nam đã hết sức vui mừng, quá hạnh phúc và hãnh diện. Các bạn khán giả Việt Nam đã thay nhau dành lời tán dương đến cho đội tuyển như sau. Hy vọng các cháu không chỉ học giỏi mà sau này ra làm việc cũng giỏi, có nhiều thành tích tốt trong công việc để giúp ích cho đất nước. Chúc mừng các cháu, chúc mừng gia đình. Tôi là người cũng rất thích học hỏi, tìm tòi, nên rất thích những người giỏi, chăm chỉ học hành. Việt Nam có nhiều nhân tài mà, mong các nhân tài về sau sẽ được trọng dụng và đóng góp cho đất nước. Thật đáng tự hào, các em đã làm dạng danh đất nước ta, rất mong các em phát huy tài năng phục vụ Tổ quốc. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, Việt Nam ta nhiều học sinh giỏi thi quốc tế đạt thành tích cao, rất thiếu nhà khoa học có công trình cho đất nước nhà, tự hào lắm. Các bạn ạ, đọc những bình luận này mà mình như rưng rưng nước mắt, bởi lẽ ít ai biết rằng, vài chục năm trước, nhiều người trong các đoàn dự thi Olympic quốc tế của các nước không biết nhiều về Việt Nam. Có người trước đó còn chưa bao giờ nghe tới tên Việt Nam nữa cơ. Nhưng tới những năm gần đây, Việt Nam được biết đến nhiều hơn và đội tuyển Việt Nam ở các kỳ Olympic quốc tế trở thành đối thủ đáng gờm của học sinh quốc gia khác. Mình cảm nhận điều đó vì trên truyền thông, nhiều người trong các đoàn khác hay hỏi về đội tuyển Việt Nam, bàn luận về đội Việt Nam. Vậy câu hỏi cần đặt ra ở đây là tại sao Việt Nam nghèo mà học giỏi như vậy nhỉ? Cách đây không lâu, Tờ The Telegraph của anh đăng bài viết cho thấy hệ thống giáo dục của Việt Nam có hiệu quả rõ rệt và điều này có thể là bài học cho các nước khác. Tờ này cũng bật mí những lý do khiến học sinh vượt trội như vậy, đó là những lý do sau. Thứ nhất, là Việt Nam chú trọng đầu tư giáo dục. Học sinh có nhiều cơ hội được học ở trường mầm non hơn, có nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng trường học, dù là ở các thành phố và thị trấn nhỏ hay là nông thôn cho đến vùng sâu vùng xa. Quan sát các bạn sẽ thấy rằng chẳng hạn như ở nông thôn Việt Nam dù nghèo đến mấy nhưng ngôi trường của các em học sinh đi học cũng phải là nơi khang trang và đàng hoàng nhất. Mặc những bất lợi về kinh tế, chất lượng của cơ sở hạ tầng trường học ở Việt Nam tốt hơn rất nhiều quốc gia phát triển hơn trên thế giới. Đơn cử như môn tin học, mặc dù có ít máy tính hơn, nhưng ở Việt Nam, máy tính đều được kết nối Internet và các em nhỏ được tiếp xúc với Internet từ rất sớm. Các cháu cứ tầm 2-3 tuổi là bố mẹ đã có thể gửi nhà trẻ để yên tâm đi làm được rồi hai đến 3 tuổi là các cháu làm quen với tranh ảnh, màu sắc, EA chữ nghĩa được rồi, nó thấm vào từ bé, thế nên lớn học giỏi cũng là chuyện quá bình thường ở huyện. Mấy chuyện kiểu như bé 2 tuổi biết đọc báo, biết phát âm tiếng Anh hay gặp bé 3 tuổi biết đọc, bé 4 tuổi biết viết. Những chuyện đó là chuyện kỳ lạ trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì năm nào chả vài chục bài báo đều gương. Thứ hai là do bản chất con người Việt Nam, học sinh học chăm chỉ hơn ít nghỉ học hơn dành thời gian tương đương hoặc nhiều hơn ở trường cộng với thời gian học thêm đáng kể sau giờ học không chỉ vậy học sinh có kỷ luật và tập trung hơn vào việc học hiệu trưởng và phụ huynh cũng theo sát hoạt động giáo dục của các giáo viên chưa kể là cha mẹ đóng một vai trò quan trọng thông qua việc tích cực tham gia vào việc học của con cái theo sát giáo viên của các con và đồng góp của họ ở trường nói đâu ra thì tự nhìn lại bản thân mỗi chúng ta lúc còn nhỏ thì việc học là trên hết cha mẹ, gia đình, thầy cô đều đốc thúc chúng ta lao đầu vào học, mà học thì mới mong sau này có cuộc sống tốt. Cũng chính vì được giáo dục từ nhỏ mà người Việt Nam đặc biệt là các thế hệ học sinh sau này, ai ai cũng chăm chú cho việc học. Việt Nam có mức độ phát triển kinh tế thấp hơn các quốc gia khác, không phải phụ huynh nào cũng được giáo dục, nhưng điều này không ngăn cản học sinh Việt vượt trội. Nói tóm lại, thật xứng đáng khi thế giới luôn khâm phục, ngưỡng mộ về trí tuệ, sự xuất sắc của học sinh Việt Nam và chúng ta thì có quyền vỗ ngực tự hào về những gì mà các em học sinh đã đạt được các giải cao trong các kỳ thi quốc tế mang về vinh quang cho Tổ quốc. Việc luôn đạt giải cao khi tham gia các kỳ thi quốc tế đã thể hiện tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam, góp phần quan trọng nhằm nâng cao vị thế của nước ta trên toàn thế giới. Các bạn có đồng quan điểm với mình không? Chia sẻ cảm nghĩ của các bạn bên dưới video này nhé! Giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về việt nam xinh đẹp nếu có thông tin gì muốn nghe muốn xem hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại